Vừa hết tháng cô hồn. Ui ôi. Không sao. Đầu lúc gần xe mệt người. Xe tàu xe này xe đẹp đấy. Mua mà là nó mua hơi tỷ đi. Nhiều. Tỷ mốt đi. Dòng Hyundai dòng xe xịn này. Vẫn mới mà. Vẫn mới. Dòng Hyundai dòng xe xịn nó đi giữ xe lắm. Chắc mua đời 2020. Xe nó giữ lắm mà hầu như đi đường xa bảo dưỡng sửa liên tục. Bảo dưỡng xe liên tục. Đứng dây đấy thằng nó lấy vợ Linh Bình, thằng giám đốc Linh Bình mình nhỉ, anh em mà nó để anh em nhà vợ không có cất cửa cậu không? Ăn thua không? Đào lỗ thế nào được, hót cả máng đi.